Cái này không được rồi, nó trơn quá. 24 lỗ rồi hả? Qua này có lỗ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey,
chân, dưới chân. Trời, quên rồi nãy giờ tao quýnh cho ông Sánh học hỏi. Để em quýnh cho anh la lên mới dừng.